Hello, chào mọi người đã đến với kênh của Hiền nha. Tại là Hiền đây, hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái bộ kem trắng da mặt Bạch Ngọc Liên nha chị em mình. Da chị em nào mà muốn da mặt của mình nó trắng mịn, láng, giảm mụn, mờ thâm nữa thì mình sử dụng cái bộ kem trắng da mặt Bạch Ngọc Liên nha chị em mình. Một bộ như thế này là chỉ có 190 nghìn thôi, gồm một hũ kem 15g và một bộ mặt nạ trắng da như thế này nè chị em mình. Trong bộ mặt nạ thì có một chai serum có ẩm mini và 7 gói mặt nạ nha chị em mình. 3 gói trắng, 3 gói dưỡng. Đắp mặt nạ này rất là trắng luôn á chị em mình ơi. Cái này nó chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên cho nên đó chị em mình sử dụng cứ yên tâm nha. Gói này là gói dùng khoáng để cho da của mình nó trắng lên đó chị em mình. Còn gói này gói mặt nạ hoa hồng dưỡng. Cái gói này là nó cấp ẩm và xe khích lỗ chân lông. Hôm nay em sẽ đắp thử những mặt nạ này để cho chị em mình xem nha. Tại vì bây giờ em có nhiều công việc không có đắp được. Hôm nào em có nhiều thời gian hơn em sẽ đắp những gói này để hướng dẫn trực tiếp cho chị em mình cảm nhận được cái độ trắng của những gói mặt nạ này nha. Đây là cái hũ kem 15g. Cái hũ kem nhìn rất là đẹp luôn á chị em mình ơi. Màu xanh ngọc bích. Mong là mọi người sẽ đón nhận video tiếp theo của em nha. Em cảm ơn tất cả mọi người và chào mọi người và hẹn gặp lại.